Như vậy chúng ta sẽ làm một số bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch. Chúng ta đã biết về cái tính chất ơi tính chất về hai đại lượng tỷ lệ nghịch thì chúng ta có thể xử lý như thế này. Thì A theo bài ra ta có Em chào cô, à nhầm em chào thầy. chào bạn mình x1 thì bằng 3, x2 thì bằng 2. Thế còn hai giá trị tương ứng là y1 cộng với y2 bằng bao nhiêu nhỉ? Huyền. Em thưa thầy là bằng 15. Y1 cộng 2 là 15. Rồi. Và do x và y tỷ lệ nghịch với nhau. Tỷ lệ nghịch với nhau. Thì theo em như này, x1 trên x2 thì bằng cái gì nhỉ Huyền nhỉ? Bằng y2 trên Y2 trên Y1. x1. Rồi. Đó là thay số thì suy ra được là x2 x1 chính là số 3. X2 chính là số 2. Sẽ bằng Y2 trên Y1. Đó. Và các em có thể suy ra được đó là x1 y1 trên 2 sẽ bằng y2 trên 3. Ok. Đó, để các em nhìn thấy là nó nhân chéo được này. Nó nhân chéo được là 3 nhân y1 này thì đây cũng là y1 nhân 3 này. Y2 nhân 2 thì cũng đây cũng là y2 nhân 2 này. Nó đảm bảo được cái tích chéo. Đó, bây giờ muốn tìm y1 y2 chúng ta sẽ áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Nào, chúng ta ghi đi, áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Ta có y2 trên y1, y1 trên 2 sẽ bằng y2 trên 3 sẽ bằng y1 cộng y2 trên 2 cộng 3. Y1 cộng y2 là 15 trên 5 bằng 3. Thì đó sẽ suy ra được đó là y1. Y1 thì sẽ bằng 3 nhân 2 là bằng 6. Y2 sẽ bằng 3 nhân 3 bằng 9. Như vậy, đến đây chúng ta muốn biểu diễn x theo y thì mà tỷ lệ nghịch thì đó là chúng ta lấy x nhân y. Do vậy x nhân y x1 nhân y1. X1 nhân y1 cũng bằng x2 nhân y2 thôi. X1 ở đây là 3. Y1 ở đây là 6. Là xy bằng 18. Đấy là biểu diễn x theo y. Biểu diễn mối quan hệ giữa x và y. Hay nói khác là biểu diễn y theo x thì các em có thể suy ra y theo 18 trên x. 18 chia cho x. Em ghi bài vào. Y bằng 6 thì suy ra x sẽ bằng 2 âm 2 Tại sao lại là... 6. thì x sẽ bằng gì? Vậy là lấy 18 chia cho âm 6 ạ. 6 âm 6 ấy nhỉ? Âm 6 ạ.
âm 6. Y bằng âm 6. 18 trên âm 6 vậy x bằng bao nhiêu? Bằng 2. Mà 18 trên 6. Được chưa? À, rồi ok nhá. Rồi chúng ta sang bài số 2. Đây là x với y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Cho nên là suy ra điều gì nhỉ Linh nhỉ? Suy ra x1 nhân y1 bằng x2 nhân y1. Ở nhân y1 rồi, như này cũng được. Bằng gì? Bằng x2 nhân x2. Được rồi, chuẩn. Thay số. 2 nhân y1 bằng 5 nhân y2. Rồi, suy ra điều gì? Y1 bằng y1 trên 5. Y1 trên 5. Bằng y2 trên mấy? Y2 trên 2. Y2 trên 2. Rồi, sau đó áp dụng. Áp dụng cái gì? Áp dụng tính chất giữa tỉ số nha. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Ta có y 1 trên 5 bằng y 2 trên 2. Y 1 được bình đến mấy nhỉ? Y 1 bằng 3. 3 y 1 trên bao nhiêu? 3 y 1 trên 5. Tức là trên 5, trên 15. Nhân cả tử mẫu với 3, à nhân với 5, à nhân với 3. Y2 thì phải nhân lên mấy? Nhân 4 ạ. 4 thì bằng bao nhiêu? Bằng 4y2 trên 8. Rồi, bằng cái gì? Bằng 3y1 cộng 4y2 bằng 15 cộng 10 cộng 15 cộng 8 bằng 46. Thế bao nhiêu? Trên 23. Này, vậy suy ra y1 bằng mấy? Y1 bằng 10. 10. Y2? Y2 bằng 4 ạ. 4, rồi. Vậy thì suy ra công thức là gì? X nhân Y bằng X1 Y1 cũng bằng X2 nhân Y2. 2. Thì đó suy ra X nhân Y bằng bao nhiêu? X nhân Y bằng X1 là 2 nhân 10 bằng 20. Biểu diễn x theo y, vậy x sẽ bằng gì? X bằng 20, 20 trên y. Ừ, rồi, ok. Đó. À. Ý B. Y bằng 23. Vậy thì suy ra x bằng bao nhiêu? Nguyên x bằng đây này, nhìn công thức cái này 20 phần y x bằng 20 phần 23. 20 phần y phần 23, vậy là xong thôi. Ok, đó, đó chúng ta sẽ chuyển sang làm ý làm bài tập số 3. X nhân y bằng a thay vào công thức ta có 2 nhân
4 và bằng 6 à bằng 8. Vậy a sẽ bằng x nhân y đúng không? Bằng 2 nhân 4 bằng 8. Rồi ok. Ý B. Mời bạn An nào ý B xem nào. Em mới thấy. Rồi. X bằng gì? X nhân y bằng 8 này. Nhà em đang ngủ. An. X nhân y bằng 8 thì x bằng cái gì? X nhân y bằng 8 suy ra x bằng 8 trên y ạ. 8 trên y. Rồi. Thôi. Ý C. Mời bạn Huyền nào. Thưa thầy là y bằng 1. Y bằng âm 1. Thì x bằng bao nhiêu? Thì ra x sẽ bằng 8 chia cho âm 1. Bằng 8. Bằng 8. Chấm phẩy. Với y bằng 2. Y bằng 2. 2 chia ra x sẽ bằng 8 chia 2 bằng 4. Rồi, ok. Vậy thôi. Chúng ta chuyển sang bài tập số 4. Bài này là Khánh Huyền nào. Thưa thầy là y bằng 1 âm 4 ạ, âm 4. Âm 4 tại 8. Sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì là âm 2 nhân với âm 12 sẽ bằng 24. À, cái này ra 24, đúng không? Nên là tích luôn luôn bằng 24. Thì là 2 đại hội tử lệ nhỉ, cho nên là rồi. Âm 4 ạ. Câu thứ 2 ghi điều gì? Âm 8 ạ. Âm 8. Cũng là 24. Đây. Là 6 ạ. Rồi. Đây. 12. 12. Rồi. Ok. Đó. Em dựa vào cái ý này để làm. Ok. Ta suy nghĩ bài tập số 5. Gọi những phần cần chia. Gọi những phần cần chia. Nhìn nói gia đình cậu giàu có, cả ba đời cứ rụt tay việc nhỏ. Cậu bà bực cả gia đình giàu có, việc gì khó cứ để quản gia lo. Còn nhà tôi thì lại toàn con gái, tôi chị lớn nên gọi là cô hai. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Gọi những phần cần chia là ABC. Ta có vì nó tỷ lệ nghịch, cho nên là A cộng B, từ A cộng B cộng C sẽ bằng 786. Và vì nó tỷ lệ nghịch với ba cái số kia cho nên là 0,2 nhân A sẽ bằng 3/1/3 nhân B và bằng 4/5 nhân C. Rồi, em có thể đổi tiếp bằng 0,2 thì chính là 1/5 A trên 5 sẽ bằng, đây là 10/3 B. Bằng 4/5 C. Các em có thể đảo đi một chút. Đấy, đặt cái này đi. Đặt cái này bằng K cũng được. Thì sẽ suy ra được. Rồi, các em có thể suy ngang vào đây. Suy ra. Suy ra. A sẽ bằng 5K. B sẽ bằng K nhân 3 trên 10. 3K trên 10. C
sẽ bằng 5k trên 4 này, c sẽ bằng 5 nhân k chia cho 4. Mà a cũng b cũng c bằng 756. Nên thì em sẽ suy ra được là a chính là 5k cộng với 3k trên 10 cộng với 5k trên 4 bằng 756. Cái đây các em đặt k ra ngoài là 5 k ra ngoài trong vòng 5 cộng 3 phần 10 cộng 5 phần 4 bằng 756. K các em tính xem nào, 5 cộng với lại 3 phần 10 cộng với lại 5 phần 4 bằng 131 phần 20. Bằng 786. Từ đó suy ra K sẽ bằng 786 chia cho 131 phần 20. K sẽ bằng bao nhiêu? K bằng bao nhiêu? 120. K sẽ bằng 120. Đấy, có K rồi. Thì các em sẽ tính được ABC. Đó, suy ra A sẽ bằng 5 nhân 120. 5K mà. B sẽ bằng 3K trên 10. Thế là 3 nhân đến 120 trên 10. C bằng 5 nhân 120 chia cho 4. À, lúc này em tính ra được còn 600. Này bằng 36. Này bằng 150. Đó, vậy ok. Chúng ta bài tập này. Vậy 3 phần đó là 600, 36 và 150. Xin thưa thầy là cái nháp đã, nháp 24 người, nháp đã 24 người thì suy ra 5 ngày ạ. 24 người suy ra 5 ngày. 5 ngày xong rồi. 30 người à? Không, 30 người. 30 đâu ra à? Số 30 ở đâu vậy? Có thể là lấy 24 người thêm 6 người là 30 người. Rồi. Xin ra x ngày ạ. Rồi, thế thôi, như này là ổn rồi. Rồi, chúng ta sẽ ghi bài làm. Rồi. Gọi số ngày trồng xong số cây ấy là x ngày. Không, em phải nói giải thích số 30 chút đã. Nói nha. Đội đó có số người là 20 cộng với 6. Sau khi thêm 6 người nhá. Số công nhân, số người. Sau khi thêm. Sáu người nữa. Là 24 cộng 6 bằng 30.
Người. Rồi gọi cái gì đây? Gọi số ngày trồng trong trong số cây ấy là x. Số ngày. Để. X ngày. 30 người. Làm xong việc nhé. X ngày. X lớn hơn, x lớn hơn mấy nhỉ? Lớn không ạ? Lớn không rồi. Sao nữa? Đây là vì số người và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có 24/30. Rồi, số người và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Nên ta có suy ra 24/30 sẽ bằng x/5. Rồi suy ra được suy gì? Suy ra là 30 nhân x sẽ bằng 24/5. Rồi 30 nhân x sẽ bằng 120. Ví dụ mấy? X sẽ bằng 120 chia cho 100 bằng 4 ạ. Vậy số ngày này để 30 người làm xong việc là 4 ạ. Rồi, ok, đúng rồi. Rồi. Đấy. Đối với một bài toán tỷ lệ nghịch thì các em phải có cái phần nháp, sau đó hãy trình bày chính xác. Gọi là cho mic to lên một chút. Gọi số tờ giấy bạc của ba loại lần lượt là tờ giấy bạc loại 10.000 này, 10.000, 20.000, 50.000 lần lượt là ABC. Đơn vị là gì? Đồng ạ. Đó. Đó. Và ABC lớn hơn mấy? Lớn hơn không ạ. Tục là sao? Nó phải là trục số nguyên dương. Rồi, sao nữa? Theo bài ra ta có điều gì? A phần A trên 1/10. Từ là A sao phức tạp vậy? A nhân 10. Đúng không? Vâng. Bằng B nhân 20. Bằng C nhân 50. Thì là loại tiền nào cũng như nhau, số tiền là như nhau. Không mà suy. Không sao nữa. Và A cộng B cộng C bằng bao nhiêu? A cộng B cộng C bằng 85 ạ. Có 85 tờ. Rồi. Sao nữa? Chỗ này em suy ra điều gì đây? Suy ra là A trên 1/10 bằng B trên 1/2000. 20.000 bằng gì? C trên 50.000 ạ. Rồi. Áp dụng.
A trên bao nhiêu? A trên 1/10.000 ạ. Bằng B trên B trên 1/20.000 ạ. C trên C trên 1/50.000 ạ. bằng gì? Bằng A cộng B cộng C trên một phần 10.000. Cộng 1/20.000. Một trên 1/20.000 cộng với cộng 1/50.000 ba bằng 85. tám mươi lăm thì bao nhiêu nhỉ? Trên 17/100.000. 17 trên 100 nghìn À. bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? Vào 500.000 ạ. À. Rồi, từ đó suy ra A bằng bao nhiêu? Dạ. A bằng 500. Bằng 50 ạ. À. 500.000 nhân chia cho 10.000. 500.000 nhân cho 1/10.000 50. bằng 50 ạ. B bằng bao nhiêu? Thôi được, cứ nhân từ từ cũng được. A bằng 500.000 nhân với 1/10.000 bằng 50. Bằng 50. Rồi. B. B bằng 500.000 nhân cho 1/20.000. Vâng. 25. 25. C. Đây là 500.000 nhân cho 1/50.000. À, 500 cũng bằng 500.000 nhân với một Nhân phần 50.000. vâng. Bằng 10.000. À, bằng 10. Rồi, như vậy có 50 tờ, 25 tờ, 10 tờ. Có 50 tờ 10.000, 25 tờ 20.000 và 10 tờ 50.000. Rồi, ok. Cảm ơn. Những bạn nào hiểu rồi giơ tay nhỉ. Ok. Con sẽ Nháp nha. ra là 3:15. Bốn lăm. Thì là 3:15. Ở đây là cái này đổi ra giờ đây bằng bao nhiêu? Giờ sẽ bằng giờ
3/4, 15 phút là 1/4 giờ, 3 1/4, 13/4 giờ. Rồi dòng 2 là gì? Đây là 65 km, ra là đây là gì? Đi ra là x h. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ ghi bài làm. Là như nào? Thầy là cô ạ. Đổi trước đi đã. Đổi đã. Đổi 3 giờ 15 phút bằng 13/4 giờ. À. Giờ gọi số thời gian. Gọi thời gian. Chiếc xe đó chạy từ A đến B. Xe đó đi từ A đến B với vận tốc bao nhiêu? Với vận tốc bao nhiêu? Vận tốc là 65 km/h. Là gì? À, x giờ. X lớn mấy? X lớn không? Rồi. Phải là vì số giờ và thời gian, và số thời gian là hai đại hiệu tỷ lệ thuận. Vì thời gian. Vì thời gian và vận tốc. Nha. Yeah. Ừ. À, hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Suy ra điều gì? Suy ra là 45/65 sẽ bằng x phần 13/14. Rồi. 3/4 ạ thầy ạ. 3/4 rồi. Suy ra điều gì? Suy ra 65 nhân x sẽ bằng 45 nhân với 13/4. Rồi. 65 nhân x sẽ bằng 585/4 ạ. X bằng bao nhiêu? Kết quả luôn đi. Là x bằng 9/4. Bao nhiêu? 9/4. 9/4 giờ. Bằng 2,25. 2 1/4. Vậy là chính là 2 giờ 15 phút đấy. Vậy nếu đi với vận tốc thì cần mấy giờ? Thì cần 2 1/4 giờ. Chính là 2 giờ 15 phút đấy. Nha, 2 tiếng 15 phút. Rồi, ok. Đáp là 30 công nhân thì hết 90 ngày. 15 công nhân thì hết ở chỗ này. 90. 15 người. X này. Rồi. Rồi làm thế nào? Là gọi số ngày để 15 công nhân sẽ hết ngôi nhà là X. Ta có. Gọi số ngày. Để 15 công nhân xây xong ngôi nhà đúng không? Là x đơn vị là gì? Là ngày. X lớn hơn mấy? X lớn hơn không?
Rồi, sao nữa? Đã có mà số ngày và số công nhân tỷ lệ nghịch với nhau nên ta có. Nên ta có. Có điều gì? Nó có là 30 trên 15 sẽ bằng 9, x trên 90. Rồi. Bằng là x bằng 90 nhân 30 chia 1, chia 15. Làm 15 bằng bao nhiêu? X bằng 150. Nhận. 180 thầy. 180 à? Vâng. Rồi. Vậy sao? Vậy 15 công nhân để số ngày để 15 công nhân xây hết ngôi nhà là 180 ngày. 15 công nhân xây xong nhà. Là 180 ngày. 3 tháng. À, mấy tháng? Tám mươi 6 tháng đấy. 6 tháng. Ok nha. Yeah. Bài tập như này trước hết chúng ta cứ gọi đã. Gọi thời gian. Đội 1, đội 2, đội 3. Gọi thời gian. Gọi máy mà. À, gọi số máy chứ nhỉ? Gọi số máy. Đội 1, 2, 3, lần lượt là 1, A, B và C. Đương nhiên ABC là phải là số nguyên dương rồi. Số tự nhiên là sao? À, theo bài ra ta có à, không được rồi à, vì số máy và số ngày là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Số máy và số ngày là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Mà các em thấy này, một anh làm 3 ngày, một anh làm 5 ngày, một anh làm 6 ngày. Tương ứng với ABC, vậy chúng ta có cái biểu thức liên hệ là như nào? Bạn Thùy Linh. Linh ơi. Dạ. Suy ra mối liên hệ giữa số 3, số 5 và số 6 với 3 chữ ABC là như nào? Ờ. Ta gọi là tỷ lệ ba sẽ bằng năm b bằng gì, bằng 6C. Và vì để đội 3 ít hơn đội thứ hai, vậy thì lấy cái gì trừ đi cái gì? Đội 3 ít hơn đội 2 là A cộng B trừ C. Không. Đội 3 ít hơn đội 2 xử lý sao? Linh. À. Chỉ có 2 đội thôi. Đội 3 tức là chữ C đấy. C trừ B. C trừ B. Bằng mấy? Bằng mấy? Bằng 1 hơn 1 máy. Rồi.
Từ cái này thì các em sẽ suy ra được là A trên 1 phần 3. B trừ C bằng 1 thế này. Thế nào? 1 chứ, số 1 thì nữa. B trừ C ạ. B trừ C á? À? Đội 3 ít hơn. Đội 3 ít hơn đội 2. À, như vậy là phải là B trừ C rồi. Đội 3 tức là đội 2 nhiều hơn. Rồi. A trên 1 phần 3 sẽ bằng B trên 1 phần 5. Bằng C trên 1 phần 6. Áp dụng thì nhân sự lấy tỷ số bằng nhau. Có A trên 1 phần 3 bằng B trên 1 phần 5 bằng C trên 1 phần 6 bằng B trừ C trên 1 phần 5 trừ 1 phần 6 bằng 1 trên 1 phần 30 phần 30. Vậy thì suy ra A thì sẽ bằng 30 nhân 1 phần 3, B thì bằng 30 nhân 1 phần 5, C sẽ bằng 30 1 phần 6 bằng 10 6 5. Vậy 10 máy, 6 máy và 5 máy. Còn vậy. Vậy đội 1 thì có 10 máy. Đội 1 2 3 có 10 máy. 6 máy và 5 máy. Máy này là máy cày. Ok. Nháp xem nào. Đường vận tốc là 72 km/h, mất 5 giờ. 5 giờ. Rồi, 6 km/h thì mất bao nhiêu thời gian? Ghi cái gì vào đây? Hỏi chấm giờ. X giờ. Dạ. Giải như nào? Là gọi gọi số thời gian đi, gọi thời gian đi từ A đến B, đi từ A đến B với vận tốc 60 km/h. Nói nó rõ ràng sao mà quá luôn. Với vận tốc, vận tốc gì? Vận tốc 60 km/h là bao nhiêu? Là x. Đơn vị mà km/h. À xin lỗi, là giờ chứ. X lớn hơn mấy? X lớn hơn không? Rồi, sao nữa? Mà thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau. Thời gian một chút nhé. Thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Suy ra điều gì nhỉ? Mình bây giờ bạn có 72 trên 60 sẽ bằng là 5 x trên 5. X trên 5. Suy ra cái gì? Bây giờ là 5 nhân với 72.
Trên bao nhiêu? Nhân 72 chia cho 60. Bằng bao nhiêu? Và bằng 6. Đó. Nhận nha. Rồi. Vậy cần 6 giờ. Để đi từ A đến B với vận tốc 60. Km/h. Ok.